về văn hóa đô thị và những sự sẻ chia từ cuộc sống. Vui lòng liên hệ Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, số 14 Đinh Tiên Hoàng, quận 1, điện thoại 910-2550, 0979-091-909 hoặc hộp thư 688 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn. Cảm cúm làm không ít người phải lo sợ và sẽ thật khó chịu nếu như chúng ta mắc phải. Như vậy chúng ta phải làm gì để có thể chống lại bệnh cảm cúm? Xin mời quý vị cùng theo dõi câu chuyện sau. Vô đây. Ê, sao liều quá vậy? Mấy hôm nay ngoài đường người ta có dịch cúm. Anh nắm coi nó ra ngoài đường à? Sao không biết, anh là bác sĩ mày biết chứ. Cúm thì cúm, mà hôm nay nó muốn tụi em tập thể thao cho nó khỏe người đây. Thôi. Anh biết không, mấy hôm nay người ta đồn có dịch cúm. Em ở trong nhà luôn, em không có đi đâu hết á. Sao nói thế là không đúng rồi, ngồi xuống đây, nói cho nghe. Nói như vậy là lầm rồi. Ngoài cái chuyện mình vui chơi giải trí ra, đặc biệt có rèn luyện thân thể của mình, nhất là nó tăng cường sức đề kháng, có thể chống lại không phải biết cúm mà kể về mọi bệnh tật khác. Mà nếu mà giả sử có bị bệnh cúm thì cũng mong là một vô cùng. Đấy, anh đến giờ lại là tất của thể thao chưa? Anh nói thiệt không? Thiệt chứ, không thiệt, anh là bác sĩ mà. Em chỉ tin có 10 năm thôi đó nha. Nhưng mà vậy, em có mấy thằng bạn nó cũng bị cúm luôn, để em gọi điện cho tụi nó tập thể dục. Đúng không? Đúng không? Cái này em được. Cái này là chuyện khác à. Thì hả? Khi mà đã bị bệnh cúm rồi là cơ thể mình bị virus nó tấn công rồi, người mình đã bị suy yếu rồi. Là bạn em phải làm ở nhà nghỉ ngơi, phải lo máng nè, phải dùng thuốc hạ sốt nếu có sốt. Uống nhiều nước, đặc biệt là phải uống thêm những cái thuốc như là vitamin C, có vitamin C nó tăng sức đề kháng, có thể chống lại cái bệnh tật. Và phải nghỉ vài ngày để khi nào phục hồi trở lại thì mới được rủ đi tập. Ráng đi tập là bị nặng lên đấy. Còn vậy hả? Cho em hỏi luôn, ví dụ như là ở mấy vận động viên chuyên nghiệp người ta bị bệnh cúm á, người ta có tập luyện được không? Vâng, đúng với em cũng vậy thôi. Khi đã bị bệnh cúm là phải nằm nghỉ ngơi, không có được ráng tập, nếu tập là nặng lên. Đặc biệt là những anh vận động viên mà phải phơi nắng nè, tập luyện những cái môn mà trời nhảy ngoài trời như là bóng đá nè, như là tennis, như điền kinh, tập luyện 5-7 ngày đấy. Và phải được sự chăm sóc của bác sĩ. Khi mà phải lại tập lại thì tập từ từ và có bác sĩ theo dõi, chứ không phải tập liền được đâu. Cảm ơn anh nha. Thôi bây giờ anh chờ em vô thay đồ rồi anh em mình đi tập luôn. Rồi, nhắn lên nha, anh chờ đó nha. Dạ, rồi, chờ em nha. Qua chương trình hôm nay, Thanh Vân tin chắc rằng quý vị đã biết được vì sao chúng ta phải tập luyện thể dục thể thao để phòng chống lại bệnh cảm cúm, đúng không ạ? Xin cảm ơn nhãn hàng Dicogen của công ty United Pharma đã giúp chúng tôi thực hiện chương trình này. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hạnh phúc không ở đâu xa, hạnh phúc ở trong chính ngôi nhà của bạn và ở xung quanh bạn. Thay vì đi tìm, bạn sẽ có được hạnh phúc ngay lập tức với một bữa ăn ngon cùng những người mà bạn yêu thương nhất. Chăm sóc và làm mới tổ ấm của mình, nơi mà bạn cảm thấy bình yên và thoải mái hơn bất cứ nơi nào khác. Những thú vui mà bạn đang theo đuổi cũng là niềm vui cho tất cả những người xung quanh bạn. Nhu cầu hạnh phúc, một chương trình mới lạ, đặc sắc sẽ đem đến cho mỗi người, mỗi gia đình những con đường để đạt đến hạnh phúc đích thực và bền vững. Emily luôn lắng nghe bí mật của những đứa trẻ hàng xóm với giá là 50 cent. Nhưng đến lượt Emily, cô lại muốn giữ nó cho riêng mình. Vì Emily hiểu, có những bí mật không thể đổi được bằng tiền. Phim phát sóng vào 9:30 phút ngày 14 tháng 6 năm 2008 trên HTV7. Kênh Estro được phát sóng trên mạng truyền hình cáp HTVC.